Rồi, chào anh em nha anh em. Em mới làm xong cái lô thép trắng 2 ly cho khách sỉ bên em. Thép này là thép trắng nha anh em. Thép này là nó chịu tải ngang với thép C70 mà hổng gà anh em đang thấy hot trên mạng đó. Đầy đủ rộng hết. Số 3, số 4 gì anh em có yêu cầu đặt thì em làm luôn nha. Đít này là đít ghép nha anh em chứ không phải đít phan nha. Đít ghép nhưng mà ghép này là em ghép không thấy dấu luôn nha anh em. Anh em nhìn kỹ mới thấy nha. Nào, nhìn kỹ là đôi khi cũng thấy nữa đó. Đít ghép này nó xài hơn êm hơn là đít phan nha anh em. Đít phan là nó thường phan đập ra đập dẹp thép ra mới phan bỏ một lớp thép nhỏ ở trong đó. Bỏ lớp thép đó là cây thép này nó yếu liền. Bởi vì em mới làm đít ghép. Đít ghép này nó xài hơn, bền hơn đít phan nhiều. Lưỡi nha anh em. Giá bên em làm là một lưỡi 101, anh em nào có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ bên em. Anh em lấy một cặp thì giá nó 200 nha. Anh em lấy ba từ 3 lưỡi thì giá 208. Phí ship chỉ tầm 25 ngàn thôi nha anh em. Ship ở chỗ nào cũng ship hết. Mấy gọng này là gọng lai nha anh em, vừa có thể kéo mà vừa có thể giật luôn. Gọng này là câu là chủ yếu là dính mái mà sau mắt nè. Anh em nào muốn lựa gọng như thế nào thì liên hệ em tư vấn cho cái cách lựa gọng. Còn gọng này là chơi kéo với giật luôn nha anh em. Chủ yếu là chơi kéo thôi. Gọng này là chủ yếu là người ta câu trên địa hình sen năng rồi nè. Câu trên địa hình sen với năng thì cá nó cắn nó lôi xuống phía dưới thì nó tự dính lên nha anh em, chứ chơi mấy cái gọng mà dạng giật nó dở lắm. Tại vì giật lỡ mà không dính thì nó dính vô năng vô cỏ rồi rác rồi khó khó kéo lên lắm. Còn đây là lưỡi giật. Mấy lưỡi dạng này thì mình chơi ở địa hình trống thì nó bảnh hơn, giật thì đã tay luôn. Lưỡi nào cũng đều hết trơn nha. Anh em nhìn kỹ là đít ghép nha anh em này. Đít này là đít ghép chứ không phải là đít phan nha. Đặt hàng thì em lựa hàng đẹp ra em mới bán lẻ nha anh em. Quay lại một lượt cho anh em coi nha. Cứ liên hệ số điện thoại hoặc cái đường lên Facebook, trang Facebook của em để phía bên phần mô tả phía bên dưới đó nha. Lưỡi câu ba đấu nha anh em. Cái trang của em là trang này nè nha anh em, cứ liên hệ trang em đây. Lưỡi câu ba đấu nha. Đây. Hình đoàn màu cam này nha anh em. Phía trong này nhiều hàng sản phẩm lắm. Cảm ơn anh em theo dõi clip nha.